Chương trình Việt Taste Tonight được bảo trợ bởi Văn phòng Quốc tịch Mỹ. Văn phòng Quốc tịch Mỹ cam kết giúp người già, người bệnh không cần thi, vẫn được quốc tịch, tù tội, vẫn được quốc tịch Mỹ. Văn phòng Quốc tịch Mỹ nằm bên trong chợ Sài Gòn Supermart. Điện thoại 714-756-0946. HQ Sing Karaoke, số điện thoại 678-884-8888 hay là trang nhà hqsing.com. Công nghệ digital chống hú tuyệt đối với chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên thế giới. 12 tháng, 1 đổi 1, mới 100%. Trung tâm BST dầu Khuynh Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976. Dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Đây là chương trình Việt Face Tonight với anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức buổi tối ngày hôm nay thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024. Sau đây là các bản tin chính. Hàng triệu người có thể được nhận thêm lương làm phụ trội dưới quy định mới. Tòa xét xử cựu Tổng thống Trump vi phạm lệnh cấm chỉ trích và đe dọa nhân chứng. Tóm lược các lời chứng của David Pecker trong phiên tòa tiền bịt miệng. Thượng viện Hoa Kỳ tiến hành biểu quyết về các dự luật viện trợ nước ngoài. Nhiều trường đại học khắp Hoa Kỳ tham gia biểu tình ủng hộ Palestine. Bộ Tư pháp đạt thỏa thuận bồi thường 137 triệu Mỹ Kim dành cho các nạn nhân của bác sĩ Nassar. Nhân viên cảnh sát thiệt mạng khi đang giải quyết tai nạn trên xa lộ Texas. Dự luật tiểu bang California có thể bổ sung acid folic vào bánh bắp. Và thưa quý vị, chương trình sẽ bắt đầu ngay sau đây với phần tin chi tiết. Bản tin đầu tiên do anh Dũng trình bày. Hàng triệu người làm công ăn lương tại Hoa Kỳ sẽ sớm đủ điều kiện được trả lương làm thêm giờ phụ trội theo quy định cuối cùng do Bộ Lao động Hoa Kỳ vừa ban hành vào ngày hôm nay thứ ba. Quy định mới này sẽ nâng mức lương mà theo đó nhân viên được trả lương có đủ điều kiện để làm thêm giờ theo hai giai đoạn mà họ sẽ bán ra. Chẳng hạn như trong một nhà hàng thì họ phải quản lý cái điều này một cách chặt chẽ hơn. Cái đấy là bản tin liên quan đến tòa xét xử cựu Tổng thống Trump vi phạm lệnh cấm chỉ trích và đe dọa nhân chứng. Ngày thứ 6 của phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump về vụ trả tiền để đổi lấy sự im lặng của những người đưa tin tức bất lợi cho ông đã bắt đầu vào sáng thứ Ba ngày 23 tháng 4 năm 2024 với phiên điều trần về lệnh cấm chỉ trích và đe dọa nhân chứng. Thẩm phán Juan Merchan đã nghe các tranh luận về việc liệu ông Trump có nên bị buộc tội khinh thường tòa án vì những cáo buộc vi phạm lệnh cấm chỉ trích nhằm ngăn ông ta tấn công các nhân chứng quan trọng hay không. Các công tố viên cho biết ông Trump đã vi phạm lệnh này ít nhất 10 lần trong những ngày trước và sau khi phiên tòa bắt đầu. Họ đã trích dẫn các bài đăng trên mạng xã hội Truth Social về ông Michael Cohen, một cựu luật sư và là người dọn đường cho ông Trump, lẫn bồi thẩm đoàn trong vụ án của ông ta. Phía công tố muốn thẩm phán phạt ông Trump 1.000 Mỹ Kim cho mỗi lần vi phạm, kèm theo yêu cầu phải xóa các bài đăng trên mạng xã hội được đề cập. Sau khi ông Todd Blanche là luật sư biện hộ cho ông Trump đã không đưa ra được bằng chứng đối với lập luận rằng ông Trump chỉ muốn trả lời những chỉ trích chính trị mà thôi, thì thẩm phán Juan Merchan đã nói thẳng thừng với ông Blanche rằng ông đã đánh mất tất cả sự tin cậy trong phiên tòa này rồi. Thẩm phán chưa đưa ra quyết định về hình phạt đối với vụ vi phạm lệnh cấm của ông Trump ngày hôm nay, nhưng các phân tích gia cho rằng thẩm phán có thể sẽ đưa ra phán quyết bằng văn bản trong những ngày sắp tới. Phiên tòa hình sự này tập trung vào cáo buộc che đậy vụ bê bối tình dục diễn ra trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels đã tuyên bố bà ta có quan hệ tình cảm với ông Trump. Ông Trump đã phủ nhận điều này. Luật sư Michael Cohen được cho là đã trả tiền cho bà Daniels để giữ im lặng về những cáo buộc có thể làm ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử năm 2016. Các công tố viên tại New York cáo buộc ông Trump đã làm giả hóa đơn, sổ sách tài chính và chi phiếu để che giấu việc hoàn trả các khoản tiền mà luật sư Cohen đã chi trả cho bà Daniels. Ngày hôm nay, ông David Pecker là nhân chứng đầu tiên đã trở lại tòa án. Ông là cựu chủ nhiệm của báo lá cải National Enquirer. Khi được phía công tố hỏi, thì ông Pecker đã xác nhận tại tòa rằng trong một cuộc họp ba người gồm có ông Cohen và ông Trump năm 2015, ông đã hứa sẽ là tai mắt cho cuộc tranh cử tổng thống của ông Trump. Hình thức của báo National Enquirer là mua rồi ém nhẹm mọi nguồn tin có hại cho ông Trump và đăng tin không chính xác để hạ uy tín của các đối thủ của ông Trump. Những số tiền được American Media là công ty mẹ của báo National Enquirer chi trả bao gồm 30.000 Mỹ Kim cho một người gác cửa tòa nhà Trump. Người nói rằng ông Trump có con ngoại hôn, nhưng điều đó là sai sự thật.
và chi trả 150.000 Mỹ Kim cho bà Karen McDougal. Bà McDougal viết bài báo nói về mối quan hệ ngoại tình của bà với ông Trump trong nhiều tháng, khi mà vợ của ông vừa sinh con được có vài tháng. Bài báo, những bài viết này đã được tờ báo mua rồi sau đó ém nhẹm và không đăng tất cả các bài này. Ngoài ra thì trong buổi điều trần của mình và đứng ra làm chứng trước tòa trong phiên tòa tiền bịt miệng với cựu Tổng thống Donald Trump, thì ông David Baker còn xác nhận một số các chi tiết, chẳng hạn như những bài viết liên quan đến các cựu đối thủ của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử của phía đảng Cộng hòa vào thời gian đó, chẳng hạn như đối với thượng nghị sĩ Ted Cruz. Tờ báo National Enquirer vào thời gian đó đã từng đưa ra một mối liên hệ giữa bố của ông Ted Cruz cùng với tên sát nhân người đã giết cựu Tổng thống John F. Kennedy vào lúc đó. Đó là ông Lee Harvey Oswald. Và bài báo của National Enquirer đã liên kết những sự kiện này với nhau. Ông Baker cũng đã mô tả câu chuyện đầu tiên trong ba câu chuyện mà các công tố viên cho biết là ông ta đã giúp giết người để hỗ trợ cho cựu Tổng thống Donald Trump. Ông ấy nói rằng vào tháng 10 năm 2015, biên tập viên Dylan Howard của tờ Enquirer đã liên hệ với ông ta và ông ấy đã được hướng dẫn để làm điều đó với một câu chuyện hấp dẫn liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump. Và cái người gác cửa mà trong bản tin của Thanh Thảo vừa nhắc đến là Dino Sanjudin, một trong những người gác cửa những tòa nhà Trump ở tại New York, đã bán câu chuyện rằng Donald Trump có một cô con, một người con ngoài giá thú với một người giúp việc tại Trump Tower vào thời gian đó. Và cuối cùng sau khi mà người ta đã đưa những cái tin tức này ém nhẹm nó đi, và cuối cùng thì tất cả những chi tiết này đều là những chi tiết không có thật. Ông Baker cho biết ông đã từng nói với ông Cohen ai sẽ tả trả 30.000 Mỹ Kim này, thì ông Baker nói tôi sẽ trả tiền cho việc đó và đây sẽ là một câu chuyện rất lớn. Tôi tin rằng điều quan trọng là ông ấy cần phải bị loại khỏi thị trường. Vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục câu chuyện này. Thỏa thuận này bao gồm một khoản phạt 1 triệu đồng như bản tin trên đã nêu. Baker kể lại một lời khuyên khác mà ông Howard đã từng nhận được vào hồi tháng 6 năm 2016 có liên quan đến Karen McDougal, một người mẫu Playboy đang cố gắng rao bán câu chuyện về mối quan hệ mà cô ấy đã có với ông Donald Trump trong vòng một năm. Ông Baker cho biết ông ta đã lên tiếng cảnh báo lại với cựu luật sư Michael Cohen, nhưng Cohen nói với ông ta rằng không nghĩ tuyên bố đó là đúng. Ông ta nói với ông Cohen là anh ta sẽ thông báo cho ông ta về bất kỳ diễn biến nào đúng như cái chức năng là người làm tai mắt cho các vụ kiện liên quan, các sự kiện liên quan đến cựu Tổng thống Trump vào lúc đó, khi mà còn đang ra tranh cử cùng với một số các ứng cử viên thuộc đảng Cộng hòa. Và như anh Dũng và Thanh Thảo đã gửi đến quý vị những cái phần mà tin tức chúng tôi có được chi tiết mỗi ngày mà phiên tòa diễn ra bằng tiếng Việt để quý vị có thể theo dõi dễ dàng hơn. Cái vấn đề cái phiên tòa này, người ta cứ nói rằng là đây là tòa hình sự về vụ tiền bịt miệng hay là tiền trả để giữ im lặng. Sự thật nó là một cái vụ kiện mà công tố viện đưa ra. Họ muốn chính nói về cái vụ gian lận bầu cử. Gian lận bầu cử là thế nào, là những âm mưu xung quanh cái việc đẩy một cái cá nhân hoặc là một ứng cử viên nào đó lên bằng cách là che đậy những cái tin xấu, rồi lại viết những cái bài báo nói xấu những người khác, hoặc là nói chung là những cái này nó có cái bộ luật ở New York mà đã cấm làm chuyện này, chứ không phải chỉ có là tiền để giữ im lặng mà thôi. Nhưng mà họ có đủ bằng chứng để từ cái chuyện này nó sẽ đi, nó là có lớp lang. Công tố viện được phân tích là có đầy đủ câu chuyện, có lớp lang, có nhân chứng, để họ có một câu chuyện rất là đầy đủ cho bồi thẩm đoàn nghe và quyết định về vấn đề này, chứ không phải như bên biện hộ là cứ ở đâu nói tới đâu thì cãi tới đó. Yeah. Sáng hôm nay là thật sự là luật sư biện hộ của ông Trump mất mặt lắm, bởi vì chánh án đã hỏi hình như là cả chục lần, hỏi thế bây giờ ông nói là ông Trump ông chỉ có đối đáp lại những cái chỉ trích, thì cho tôi cái chỉ trích đó đi. Không có. Và nói nhiều lần như vậy cho nên thẩm phán nóng giận mới nói rằng là ông đã mất hết tất cả cái sự tin cậy, cái độ đáng tin cậy ở tòa này. Và có lẽ là hình phạt không đẹp đẽ gì lắm, nhưng mà ít nhất là với cái hành động này nó khiến cho bồi thẩm đoàn đang nhìn thấy, đúng không? Rồi mọi người đều biết chuyện này hết, thành ra có thể là nó ảnh hưởng bất lợi.
đáng rất lẽ là không, bất lợi. Rất là bất lợi, đáng lẽ là không nên để xảy ra. Ngày hôm nay đó thì theo nhận định của các hãng thông tấn lớn tại Hoa Kỳ thì là một ngày, thêm một ngày bất lợi đối với cựu Tổng thống Donald Trump trong cái phiên tòa này. Tuy là cái phiên tòa xử cái vấn đề tiền bịt miệng chỉ mới bước sang ngày thứ hai, nếu mà người ta không tính đến những ngày để lựa chọn bồi thẩm đoàn. Cái điều mà Thanh Thảo nói hồi nãy là rất là đúng, tức là người ta muốn tìm hiểu những cái chi tiết liên quan đến cái việc mà lật ngược kết quả bầu cử nữa đó, tức là đã đưa ra những cái bằng chứng để nhằm bịt những cái đầu mối để có thể đưa đến cái việc là mình đã có làm điều gì đó sai trong các cái việc mà bầu cử. Do đó là cái mục tiêu chính hơn, chứ không phải là cái mục tiêu là cái vấn đề là chỉ là tính vào cái việc 130.000 để bịt miệng cho cô Đào Khiêu Dâm thôi. Vâng. Đúng không ạ? Và người ta nói rằng là cái ông nhân chứng đầu tiên, ông David Pecker này là bạn lâu năm của ông Trump, tại sao lại phải ra hầu tòa như thế này? Phía công tố mời ông ta ra làm nhân chứng với cái điều kiện là ông này đáng lẽ là được ghi trong cái hồ sơ này là một người đồng phạm với ông Trump, nhưng mà ông đã điều đình với lại bên phía công tố. Nếu tôi ra điều trần vì cái vụ này và tôi làm nhân chứng thật sự đó thì sẽ không được miễn tố. Và thì giống như là một là nhân chứng thôi. Vâng, và lý do đó khiến cho ông mới đứng ra ông làm chứ không phải là tự nguyện đâu. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi về vụ này thưa quý vị. Dạ. Kế đến thưa quý vị là bản tin về Thượng viện tiến hành biểu quyết về các dự luật viện trợ nước ngoài. Thượng viện Hoa Kỳ ngày hôm thứ Ba, ngày 23 tháng 4 đã thúc đẩy dự luật ngân sách bổ sung đã được Hạ viện thông qua để cung cấp viện trợ được chờ đợi từ lâu cho Ukraine, Israel và các đồng minh khác, đồng thời chuẩn bị cho việc thông qua cuối cùng để gửi lên Tổng thống Biden. Các thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu với tỷ lệ là 80 thuận trên 19 chống để hạn chế việc tranh luận về dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ Mỹ kim, bao gồm 61 tỷ Mỹ kim cho Ukraine, 26 tỷ Mỹ kim cho Israel và viện trợ nhân đạo 8 tỷ Mỹ kim cho Đài Loan và một loạt các hạng mục an ninh quốc gia, bao gồm lệnh cấm có thể xảy ra đối với ứng dụng TikTok. Lãnh đạo khối đa số Thượng viện là Chuck Schumer thuộc Đảng Dân Chủ từ New York đã công bố tại Thượng viện sáng thứ Ba rằng đã đến lúc hoàn thành công việc giúp đỡ những người bạn của chúng ta ở nước ngoài một lần và mãi mãi. Tôi yêu cầu các đồng nghiệp của mình cùng nhau vượt qua cuộc biểu quyết bổ sung ngày hôm nay càng nhanh càng tốt, gửi cho những người bạn của chúng ta ra nước ngoài những viện trợ mà họ đã chờ đợi từ lâu. Chúng ta đừng trì hoãn việc này thêm nữa. Chúng ta đừng để bạn bè trên khắp thế giới phải chờ đợi thêm một phút nào nữa. Một cuộc bỏ phiếu cuối cùng có thể sẽ diễn ra sớm nhất là vào tối hôm nay thứ Ba, nếu cả hai bên nhượng bộ đủ 30 giờ cần thiết từ khi kết thúc tranh luận về dự luật lần cuối. Nếu không còn thời gian thì cuộc bỏ phiếu thông qua cuối cùng sẽ được ấn định vào tối thứ Tư. Các thượng nghị sĩ đang tiếp tục nỗ lực hướng tới một thỏa thuận sửa đổi có thể đẩy nhanh cuộc bỏ phiếu cuối cùng về dự luật bao gồm 4 đề mục, nhưng những cuộc thảo luận đó đã gặp trở ngại vào cuối tuần qua. Dự luật này được nhiều người hy vọng là sẽ thu hút được sự ủng hộ của hầu hết mọi đảng viên Đảng Dân Chủ và khoảng phân nửa số thành viên Đảng Cộng Hòa, vượt qua 60 phiếu bầu cần thiết để được thông qua. Cuộc bỏ phiếu hôm thứ Ba chứng kiến một số thành viên Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện đã bỏ phiếu không vào tháng 2 vừa qua ủng hộ bản bổ sung hiện nay. Các thượng nghị sĩ là Katie Britt từ Alabama, Tom Cotton, Arkansas, Deb Fischer, Nebraska, Lindsey Graham, South Carolina, Cindy Hyde-Smith từ Mississippi, James Lankford, Oklahoma, Mark Wayne Mullin ở Oklahoma, Pete Ricketts, Nebraska và Tim Scott, South Carolina đều đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật ngày hôm nay. Graham, Langlock, Lankford, Mullin và Scott đều nói thêm rằng họ dự định sẽ bỏ phiếu đồng ý cho đoạn cuối cùng, có nghĩa là phần lớn hội nghị sẽ ủng hộ nó. Trong bối cảnh cuộc chiến tại dải Gaza vẫn chưa có hồi kết thúc thưa quý vị, và phong trào bài Do Thái cũng như là phong trào ủng hộ cho Palestine hiện nay đang ngày càng rầm rộ tại Hoa Kỳ, và đặc biệt nó cũng diễn biến ở trong nhiều khuôn viên các sân trường đại học. Ngày hôm nay thì Đại học Michigan đã đưa ra thông báo cho sinh viên về các quy định liên quan đến lễ tốt nghiệp sắp tới. Vì chúng ta cũng biết là tháng 5 tới đây thì một số trường đại học rất lớn sẽ tổ chức những cái cuộc lễ tốt nghiệp dành cho sinh viên trong trường của mình. Tuy nhiên, trường Đại học Michigan đã thông báo là sinh viên không được phép mang biểu ngữ cũng như là cờ vào trong sân trường vào thời gian đó. Các cuộc biểu tình được chấp nhận nhưng phải ở những cái khu vực được quy định và cách xa những buổi lễ tốt nghiệp ở trong sân trường. Tại Đại học Nam California thì người ta đã hủy bỏ bài phát biểu được dự kiến của một thủ khoa có gốc là Hồi giáo của trường, và sau đó thì cho ra mắt tất cả những diễn giả này bên ngoài lễ tốt nghiệp ở trong trường.
Tại trường đại học Columbia, nơi có hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt vào tuần trước, thì các cuộc biểu tình đã bao gồm việc dựng lều lớn trên bãi cỏ chính của trường tại khu vực Ivy League, nơi mà các sinh viên và gia đình sắp tốt nghiệp của họ sẽ tụ tập vào tháng tới. Vào mùa này thì người ta cũng biết, kể từ khi cuộc chiến tranh tại Gaza bắt đầu, các trường cao đẳng và đại học đã phải vật lộn để làm sao có thể cân bằng được sự an toàn trong khuôn viên sân trường đối với các sinh viên theo học, đồng thời phải bảo vệ quyền tự do ngôn luận trong bối cảnh là sinh viên hiện nay đang tranh luận và có những cuộc phản đối một cách thật gay gắt. Nhiều trường đại học đã dung túng cho các cuộc biểu tình và sự gián đoạn khác trong nhiều tháng, giờ đây thì phải đang áp dụng các biện pháp kỷ luật một cách mạnh mẽ hơn. Một loạt những cuộc trấn áp gần đây đối với sinh viên biểu tình đã bao gồm kể cả việc là sẽ đình chỉ việc học của các sinh viên đó, hoặc là một trong số các trường hợp khác cao hơn, mạnh hơn, đó là việc đuổi học đối với những sinh viên vi phạm quy định của trường. Hiệu trưởng trường đại học Columbia, bà Minush Shafiq, cho biết rằng cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông hiện nay rất khủng khiếp và bà hiểu rằng nhiều người đang phải trải qua nỗi đau tinh thần một cách sâu sắc. Tuy nhiên, chúng ta không thể để một nhóm này đưa ra các điều khoản và đồng thời cố gắng phá vỡ các cột mốc quan trọng như là những buổi lễ tốt nghiệp mà nó rất quan trọng đối với rất đông sinh viên khi người ta được tốt nghiệp sau 4 năm đã học tập một cách miệt mài tại sân trường. Và điều này càng thì không thể được để chứng minh cái quan điểm của mình bằng cách làm cản trở những buổi lễ quan trọng như vậy. Đó là một điều mà đi ngược lại với nội quy của trường học. Sang có bản tin, Bộ Tư pháp đạt được thỏa thuận bồi thường 137 triệu Mỹ Kim cho các nạn nhân của bác sĩ Nasser. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận trị giá hàng triệu Mỹ Kim với các nạn nhân bị tấn công tình dục bởi phạm nhân Larry Nasser. Nasser bị kết tội tấn công tình dục các vận động viên khi ông là bác sĩ cho đoàn Gymnastics, tức là bộ môn thể dục dụng cụ Hoa Kỳ. Một số nạn nhân của ông ta đã đạt được thỏa thuận trị giá 380 triệu Mỹ Kim với đoàn thể dục dụng cụ Hoa Kỳ và Ủy ban Olympic Hoa Kỳ hồi năm 2021. Hơn 100 phụ nữ và thiếu nữ cũng đã kiện Bộ Tư pháp về những thất bại ban đầu của cơ quan điều tra liên bang FBI trong việc điều tra vụ án. Với thỏa thuận mới này, Bộ Tư pháp sẽ trả cho trên 100 nạn nhân đó khoản tiền bồi thường gần 139 triệu Mỹ Kim. Trước đây, cơ quan FBI đã thừa nhận những thất bại của mình trong bản báo cáo gay gắt của Tổng Thanh tra. Và điều đó cho thấy một số quan chức của FBI đã không thực hiện việc điều tra khi họ nhận được các cáo buộc. Và họ đã mắc những lỗi cơ bản cũng như vi phạm nhiều chính sách của cơ quan FBI trong quá trình điều tra. Phạm nhân Nasser đang phải ngồi tù với bản án lên đến 175 năm tù giam vì tội lạm dụng các vận động viên. Một cảnh sát viên ở tại Texas, quận Harris đã thiệt mạng sau khi bị một chiếc xe tông vào sáng ngày thứ ba hôm nay. Tai nạn diễn ra vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng khi mà sự cảnh sát viên John Cardew, 50 tuổi, đã đến để cùng can thiệp vào một vụ đụng xe nhỏ đã xảy ra trước đó trên khu vực xa lộ số 99 tại quận Harris, Texas. Và khi còn đang đứng đó để theo dõi và điều tra một vài chi tiết liên quan đến vụ tai nạn đã xảy ra, thì cảnh sát viên John Cardew đã bị một chiếc xe khác đang lưu thông ở trên xa lộ 99 tông phải. Ngay sau đó thì cảnh sát viên John Cardew đã được trực thăng đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong. Đây là một ngày buồn tại quận Harris khi chúng tôi phải thương tiếc sự ra đi của một người đồng nhiệm đã làm việc và trong khi làm nhiệm vụ. Chúng tôi chia sẻ nỗi đau buồn với gia đình và đại gia đình của anh ấy. Những người phụ nữ và những người đàn ông hiện nay trong lực lượng cảnh sát đang liều mạng mỗi ngày để giữ cho phần an ninh của quận chúng tôi được an toàn. Cảnh sát trưởng quận Harris, ông Ed Gonzalez đã nói như vậy. John Cardew là một cựu chiến binh đã có 20 năm làm việc tại văn phòng cảnh sát trưởng quận Harris. Tức là năm nay ông 50 tuổi và đã có 20 năm thâm niên ở trong ngành. Các thành viên của cơ quan thực thi pháp luật đã đứng ở phía trước bệnh viện khi mà chiếc xe cấp cứu đã đưa thi hài anh để diễn qua. Và sau đó thì mọi người đã nghiêm chào một cách mạnh mẽ và đã chia buồn cùng với chính bản thân của John Cardew cũng như là gia đình của anh ấy. Đây, quý vị nhìn thấy trên màn hình là khi mà xác của anh đã được đưa ra để đưa về nhà xác đó, thì tất cả các cảnh sát viên và những lực lượng cấp cứu cũng đã đứng đó để khi người ta nhìn thi hài anh được đưa ngang qua. Sang
Dự luật tiểu bang California có thể bổ sung acid folic vào bánh bắp. Tại California, các nhà sản xuất bánh bắp và các thực phẩm khác sử dụng bột bắp, masa có thể sớm được yêu cầu bổ sung folic acid. Đây là một loại vitamin làm giảm nguy cơ xảy ra dị tật bẩm sinh và giúp cho trẻ em phát triển. Theo dữ liệu y tế công cộng của tiểu bang California, người gốc châu Mỹ Latin có nguy cơ cao hơn cho việc sinh con với dị tật bẩm sinh ở não bộ và tủy sống, tinh luyện như là ngũ cốc, bánh mì, mì ống và gạo, bột mì, v.v. Nhưng bột bắp masa đã không được đưa vào quy định đó. Các thành viên đảng Dân Chủ phòng cấp cứu cho biết yêu cầu sẽ là 0.7mg acid folic cho mỗi pound bột masa. Dự luật nêu rõ rằng các nhà sản xuất bột bắp masa sẽ thực hiện việc thay đổi trước ngày 1 tháng Giêng năm 2026. Việc đưa acid folic vào sản phẩm có một cái nhỏ xíu như vậy mà rất quan trọng. Rất quan trọng đối với trẻ em như vậy. Dạ vâng. Vâng, và thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Việt Face Tonight với phần trình bày của anh Dũng và Thanh Thảo. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình này và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Xin kính chào tạm biệt. Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Văn phòng Quốc tịch Mỹ. Văn phòng Quốc tịch Mỹ cam kết giúp người già, người bệnh không cần thi, vẫn được quốc tịch, tù tội, vẫn được quốc tịch Mỹ. Văn phòng Quốc tịch Mỹ nằm bên trong chợ Sài Gòn Supermart. Điện thoại 714-756-0946. HQ Sing Karaoke, số điện thoại 678-884-8888 hay là trang nhà hqsing.com. Công nghệ digital chống hú tuyệt đối với chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên thế giới. 12 tháng, 1 đổi 1, mới 100%. Trung tâm BST dầu Khuân Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu ultra heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Văn phòng Quốc tịch Mỹ có những chương trình khuyến mãi đặc biệt như sau: nhận làm visa thẻ xanh cho tất cả mọi trường hợp. Khi quý khách mở một bộ hồ sơ thi quốc tịch được tặng 2 bộ hồ sơ du lịch, mở một bộ hồ sơ bảo lãnh được tặng 1 bộ hồ sơ du học. Đặc biệt với chương trình không thi vẫn có quốc tịch, tù tội vẫn có quốc tịch, có lớp thi quốc tịch 1 kèm 1, nhận hồ sơ trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc văn phòng tại Lido Sài Gòn, lầu 2 bên trong chợ Sài Gòn Supermarket, văn phòng Việt Nam, tòa nhà Bitexco, quận Nhất, Sài Gòn. Chúng tôi quyết tâm không để cho bất cứ người Việt nào sống trên đất Mỹ mà... Để có một dàn karaoke ưng ý về chế độ bảo hành và phục vụ tốt nhất, xin vui lòng liên hệ HQ Sing Karaoke, số điện thoại 678-884-8888 hay là trang nhà hqsing.com. Với chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên thế giới, 12 tháng, 1 đổi 1, mới 100%. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, trọn đời. Công nghệ digital chống hú tuyệt đối, nhớ được nhiều cấu hình phù hợp cho nhiều giọng hát khác nhau, phối ghép rất phù hợp với các loại loa Mỹ JBL, Bose, QSC. Trung tâm S&P xin kính chào quý vị. Là một người làm trong ngành y chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, tôi muốn chia sẻ với quý vị về lợi ích của dầu Khuynh Diệp, dầu Bạc Hà, dầu Ultra Heat và dầu Paradise. Sản phẩm được làm bằng các thành phần từ thiên nhiên và đóng gói tại Hoa Kỳ. Dầu của trung tâm S&P giúp giảm đau cơ, nhức đầu, đau dạ dày, ho và nghẹt mũi. Nếu quý vị muốn mua với số lượng nhiều hoặc mua trực tuyến, xin liên lạc với văn phòng tại số điện thoại hoặc tại website.